Kính chào những anh em đam mê chăn nuôi chồn hương. Nay mình xin chia sẻ tới anh em tại sao anh em nuôi con chồn lâu rồi mà nó chưa chịu lên giống. Nếu nó không chịu lên giống thì mình phải xử lý và khắc phục nó như thế nào. Thông thường thì anh em nuôi con chồn tầm 12 tháng là nó lên giống. Có con lên trễ tầm 13 đến 14 tháng. Cũng có con lên sớm tầm 10 tháng. Còn đối với chồn cam to con thì nó trễ hơn nữa nha. Có con tầm 18 tháng mới lên giống. Còn nếu anh em nuôi tới độ tuổi trưởng thành như vậy mà nó không lên giống nữa thì có thể nó gặp một số vấn đề và nguyên nhân sau đây mình chuẩn bị nói để anh em hiểu rõ hơn. Vấn đề thứ nhất là do anh em đang nuôi chồn cam không phải là chồn bản địa của mình. Chồn cam thì thời gian lên giống của nó lâu hơn chồn bản địa mình. Nuôi chồn cam thì phải có kiên nhẫn. Mình cũng nói nãy rồi, có con 18 tháng mới lên giống, có con còn lâu hơn nữa nha. Còn vấn đề thứ hai, nó không lên giống có thể là do cách mình chăm sóc con chồn của mình nữa nha. Có khi trong quá trình nuôi mình cho con chồn của mình ăn uống không đầy đủ chất. Ăn uống không đủ chất thì nó sẽ ảnh hưởng tới con chồn của mình phát triển chậm rồi thiếu chất, rồi nó dẫn đến cái vấn đề là ảnh hưởng tới việc sinh sản của nó luôn. Anh em phải cần kiểm tra lại các khẩu phần ăn hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, ăn sao cho hợp lý và anh em thường cho nó ăn những loại gì, đồ ăn anh em cho nó ăn có đủ chất hay không. Không cần cho nó ăn nhiều nha, chỉ cần anh em cho nó ăn đủ chất là nó phát triển tốt, nó lên giống mau. Rồi một cái nguyên nhân tiếp theo nữa có thể cũng làm ảnh hưởng tới con chồn của mình không lên giống là do anh em nuôi nó bị mập quá. Mập quá nó cũng không lên giống. Thì thông thường chúng ta nuôi cái mô hình chăn nuôi chồn hương này là không để cho con chồn hương bị mập nha. Kể cả con đực và con cái. Con đực nó mập thì nó cũng không nhảy được, mà con cái thì nó không lên giống. Anh em nên coi lại con chồn của mình có bị mập, bị béo phì không, để mình khắc phục cho nó ốm lại. Anh em nuôi sao cho nó vừa vừa, thon dài, không mập mà cũng không ốm. Anh em nhìn thân hình của nó sao cho cân đối với độ tuổi của nó là được. Còn con nào đủ tuổi mà không lên giống mà nó mập thì anh em phải giảm cân cho nó ngay lập tức nha. Giảm cân cho nó cũng dễ, anh em cứ thả nó vô cái chuồng rộng, chuồng nào càng rộng càng tốt. Anh em cho nó chạy nhảy leo trèo, nó hoạt động nhiều là nó ốm lại. Cũng cho nó ăn ít lại nha, vì con chồn hương bị mập nó ăn rất nhiều. Anh em mà thấy nó ăn nhiều, anh em thương cho nó ăn là nó ăn càng ngày càng mập. Chồn mập là mình phải giảm lại cổ phần ăn, giảm đến khi nào anh em thấy nó ốm, thon gọn lại là được. Cho nó ăn như vậy không sao hết, anh em thấy nó ốm lại là được. Nó ốm lại là nó lên giống. Thêm một vấn đề nữa là có khi con chồn của anh em lên giống nhưng mà anh em không phát hiện được. Chu kỳ của con chồn đủ tuổi lên giống là một tháng nó lên giống một lần. Lên như vậy nó sẽ lên tầm 3 đến 4 ngày. Có con lên giống nó sẽ biểu hiện cho anh em biết. Có con thì kêu lết chuồng, có con thì phá chuồng, có con thì bỏ ăn, có con thì liếm bộ phận sinh dục. Còn có con nó không có biểu hiện của lên giống, có con ăn uống bình thường mà nó nở ra hơi hơi thôi là nó cho con chồn phối giống. Bởi nhiều khi những con như vậy anh em quên coi, lỡ nó lên giống thì mình đâu có biết. Tới anh em coi là nó 3-4 ngày nó qua nước rồi. Đợi tới tháng sau có con lâu hơn nữa. Vậy các anh em nói con chồn của mình nuôi hoài sao không lên giống? Bởi anh em chăn nuôi nên nhớ chuối con chồn của mình lên xem bộ phận sinh dục thường xuyên, để nhiều khi nó lên giống là mình biết, để mình không bỏ nước. Vì nuôi con chồn tới độ tuổi lên giống là rất là cực khổ nha anh em. Nếu mà anh em không nhớ chuối lên coi thường xuyên mà anh em bỏ nước là anh em bỏ lỡ một nước là anh em phải đợi tới một tháng sau. Hoặc là có con 1 tháng rưỡi, 2 tháng luôn là rất là tiếc. Vì sao nuôi con chồn hoài mà không lên giống thì có những nguyên nhân mình vừa nói trên đó. Anh em nên xem lại con chồn của mình có gặp những vấn đề nguyên nhân đó không để khắc phục. Chúc anh em phát triển chăn nuôi chồn hương thành công. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Thấy hay nhớ cho mình một like, một lượt đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thông báo video tiếp theo của mình nha anh em. Chào tạm biệt anh em.